trước kia cũng có này. Wow, có cái thang cực độc luôn. Mê ha. Đây là muối ớt hoặc không muối ta chấm với me nha. Xin hân hoan chào đón các bạn trở lại với kênh Lộc Hương số 8 nha. Mới chúc các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe và may mắn luôn thành công nha các bạn. Hôm nay mình có chuyến đi về miền Tây. Mình sẽ ghé vào cái vườn mà hồi trước mình có quay cảnh du lịch một vườn thăm vườn trái cây nhà sớm đó các bạn. Hôm nay mình trở lại mà quay phim cảnh hái me, hái khế nha các bạn. Bây giờ mình sẽ phép được đi hái khế nha các bạn. Đây, phía sau lưng mình đây là cây khế nha các bạn. Mình sẽ hái một ít trái khế nha các bạn. Mình mời các bạn theo chân mình nha. Rồi, xin mời các bạn nha. Mời các bạn qua đây nha các bạn. Cây khế bên đây đó. Rồi cây khế nó rụng hết trơn các bạn ơi. Có trái nhiều hết trơn, mấy trái. Lèo ngoe. Trái đầu trên kia kìa. Bên đây cũng có mà trái nhỏ rồi các bạn ơi. Cũng có đây nữa, mới hùm hùm rồi các bạn ơi. Trên cao kia cũng có các bạn ơi, ít quá. Qua cơn mưa rụng hết trơn các bạn ơi. Trái nhỏ quá trời. Vì bọc thôi các bạn. Rồi mình đã hái xong. Mời các bạn đi hái me với mình nha. Hái me non rồi các bạn ơi. Về chấm muối ớt hay là chấm mắm ruốc xá ớt cũng được các bạn ơi. Các bạn theo chân mình nha. Rồi mình đã được một bọc rồi các bạn ơi. Rồi mình đi nghe chân đi hái me nha các bạn. Các bạn theo chân mình nha. Đây là tre và tre trồng là lấy măng đó các bạn. Đây là có những cái măng tre nè các bạn ơi. Khi mà trời mưa, càng mưa nhiều là măng nó càng ra nhiều nha các bạn. Măng mình hầm nấu xương, nấu súp, làm nhiều món ăn xào, nấu đồ rất ngon nha các bạn. Rồi xin mời các bạn đi tiếp nha. Mình không có tay chống rung trên đường đi cầm hơi lắc mong các bạn thông cảm nha. Trời ơi. Trời bị đứt ghép nữa rồi. Bó qua tay luôn. Làm phim mà đứt phim bị ghép. Đây các bạn ơi. Quá trời đất. Chờ con tí rồi gì sao. Quá trời cái mèo. Đá quá trời các bạn ơi. Quá khủng luôn. Dạ. Đây mình phóng to lên cho các bạn xem nha. Quá trời mà chắc trời nắng không nhìn thấy rõ thôi các bạn. Đó, đây các bạn ơi. Giờ ta sẽ leo lên là kéo me. Wow, có cái thang cực độc luôn. Cái thang lên cây me này cực độc đáo. Đó, các bạn leo lên để như này, mình đã lên được cây me rồi đây. Đấy luôn. Đấy các bạn ơi.
em phía trước một đoạn luôn. Thì mày thế nào rất là lực. Lắc quá. Trời. Nhóc luôn. Đây móc sẵn có bạn hái luôn hay gì sao? Đó dữ luôn. Ờ. Từ đây cái này nhỏ. Lừ hư ra. Cái xô luôn, có xa kia. Nhỏ, lừ cái chưa? Ở đây cũng có. Ừ. Đây cũng có nhiều lắm. Quá trời luôn nè. Trên đọt cây me các bạn. Quá mê ly luôn. Cái mà vô cây bồ bột kết luôn. Quá trời. Mới lên có 5 phút là hái được gần nửa xô. Chào các bạn nha, mình trở xuống ha. Xong rồi. Quay quay phim đã xong nha, mình trở xuống nha, mình xin phép trở xuống nha. Quay phim đã lâu rồi. Mình đã đi hái me cũng rất là nhiều. Chừng nào để tới mình đem bột me ra lên chấm mắm guốc, chấm ớt gì review cho các bạn xem sao nha. Chào tạm biệt các bạn thôi. Cho các bạn thấy cái thang độc chiêu của vườn mình nha. Chế cái thang độc chiêu trên cái me leo xuống độc chiêu đó, thang từ nhánh tre lập cái thang luôn đang leo lên cho xuống các bạn chiêu rồi các bạn quá độc chiêu đã xong đã xuống tới hạ cánh an toàn trong lúc hai mẹ đứt đôi dép. Oh, no.
rồi mình đi về nha các bạn. Một lần nữa chào tạm biệt các bạn nha. Mới bẻ được một ít ổi xẻ nè các bạn. Ổi xẻ, ổi tự nhiên, ổi thiên nhiên đó các bạn. Đâm muối ớt là siêu cay, là ăn là còn gì bằng đó các bạn. Tuyệt vời luôn. Ăn chung với me cái nữa. Thôi rồi lượm ơi. Chết được. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ mình đã chuẩn bị tới công đoạn mà pha mắm ruốc siêu cay rồi nha các bạn. Mà các bạn xem nha, đây mình đã chuẩn bị một chén tỏi ớt, mình đã giã nát rồi nha các bạn. Mình pha chút bột ngọt và đường đó các bạn cho nó vừa ăn. Rồi còn đây là mình đã chuẩn bị ớt trái, ớt hiểm nha các bạn, và chanh nữa nha các bạn. Mắm ruốc mình mới mua và chợ về các bạn. Rồi, các nguyên liệu đã có sẵn. Bây giờ là me các bạn. Me, cái bột me mà mình đi hái hồi nãy trên cây, mình xuống mình xin của ông Dưỡng các bạn. Rồi theo đó là mình hái được một ít ổi nữa các bạn. Ổi này cũng chấm muối ớt là tuyệt vời các bạn ơi. Ai muốn ăn gì ăn, chấm mắm ruốc cũng được đó các bạn. Rồi các bạn thấy sao? Me và mắm ruốc, ổi và mắm ruốc, ổi và muối ớt, tùy ý Huynh nha. Me non các bạn thấy ngon không các bạn? Lúc này là tháng me non nha các bạn. Me non ăn khỏi bỏ hột. Còn ổi là ổi xẻ nha các bạn. Đây, một chén muối ớt mình đã chuẩn bị xong đây. Còn đây là mắm ruốc siêu cay mình đã mới vừa làm xong nha các bạn. Đã trang trí lên chén mắm ruốc của mình đấy. Rồi mình mời các bạn chiêm ngưỡng sơ qua tất cả những gì mình đã làm nha các bạn. Đây là ổi xẻ nha. Mình xin nhắc lại đó là ổi xẻ đó. Ổi xẻ, ổi tự nhiên đó các bạn. Không phân thuốc nha các bạn. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm luôn nha. Đó, một chén muối ớt kèm chung với ổi. Mắm ruốc siêu cay thì ăn với me. Các bạn muốn ăn loại nào cũng được, tùy ý. Trộn qua trộn lại cũng vẫn được. Rồi, mình mời các bạn nha. Mời các bạn cùng thưởng thức những trái me mình mới hái nha các bạn. Giờ ở đây mình có một chén muối ớt và một chén mắm ruốc siêu cay nha các bạn. Mắm ruốc nè các bạn. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Là me chấm mắm ruốc nha các bạn. Quất vô. Công nhận chai chấm mắm ruốc là nó không bị ê răng nha các bạn. Chứ ăn muối ớt là có thể là bị ê răng các bạn. Nhưng mà các bạn nha. Lúc nãy mình cũng hái được một ít ổi các bạn. Giờ mình thử ăn ổi chấm muối ớt rồi ăn chung với chè me chấm ruốc thử coi sao nữa các bạn. Thử coi vào trong bụng nó có nó lộn không nha các bạn. Vào tắt đi. Ổi xẻ ngon lắm các bạn ơi. Ổi xẻ, ổi tự nhiên, không phân thuốc nha các bạn. Đây các bạn. Xẻ tự nhiên không phân thuốc nha các bạn. Rồi. Chấm muối ớt nha các bạn. Dữ luôn.
quá các bạn ơi. Làm mến nữa nha. Làm ngọt cuốn cơm cũng kịp luôn các bạn ơi. Hay nha các bạn. Mời các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Rồi mình minh họa mình đã test xong me với ổi nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, chia sẻ, comment cho mình biết và đăng ký mở tiếng chuông cho mình nha. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nha.